Được mệnh danh là hòn ngọc giữa biển Đông, hiện nay mỗi ngày Côn Đảo đón hàng ngàn khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội về du lịch là áp lực về môi trường khi mỗi ngày có tới hơn 20 tấn rác thải phát sinh. Trước hồi chuông báo động về rác thải, người dân huyện đảo đã có những hành động cụ thể thiết thực góp phần vì màu xanh Côn Đảo. Hàng chục đội nhóm, hàng trăm cá nhân tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo đã xuất hiện. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng, chị Nguyễn Thị Thu Cúc, ngủ ở khu dân cư số 9 gần 5 năm qua, vẫn cần mẫn với công việc nhặt rác ở bãi biển Côn Đảo. Anh chị làm việc này chỉ đơn giản là muốn biển Côn Đảo sạch hơn, đẹp hơn. Với chiếc túi đựng rác trên tay, một ngày như mọi ngày, đôi vợ chồng trẻ tranh thủ sáng sớm hay chiều đi làm về là đi thu gom túi ni lông, chai nhựa bỏ bừa bãi trên đường hay bãi biển. Phát từ trái tim mình yêu quê hương biển đảo nơi đây. Thứ hai là mình làm bên ngành du lịch, cho nên là mình thấy khi mà khách đưa khách đến tham quan ở các bãi biển ở Côn Đảo mình á thì rất là đẹp rồi ha. Thế mà khách nhiều, người ta nói ồ ở đây tại sao lại nhiều rác như vậy? Cái rồi mình và cùng các cái trong bạn bè trong nhóm đó thì thành lập ra cái nhóm tình nguyện viên nhặt rác hàng tuần để thứ nhất là bảo vệ cái môi trường biển đảo của Côn Đảo mình nó xanh sạch đẹp. Và đặc biệt là khi mà du khách đến tham quan thì người ta cảm nhận được Côn Đảo thật sự là xanh sạch đẹp. Mình đi nhặt rác để mà ở những cái bãi biển, những cái khu vực mà làm sao để cho mọi người có thể tới tham quan và hoặc là mọi người tắm biển, nó có cái môi trường làm sao nó sạch đẹp, toàn vẹn trong cái mắt của những người du lịch đến Côn Đảo mình ạ. Nhặt rác, tuyên truyền để người dân cùng bảo vệ môi trường, xây dựng Côn Đảo xanh, sạch là mục tiêu mà vợ chồng anh Thắng, chị Cúc hướng đến. Tinh thần ấy dần lan tỏa đến nhiều người dân cũng như du khách. Tôi thấy thì vợ chồng anh Thắng cũng thường xuyên đi làm rác ở bãi biển này, thấy tốt, cần nhiều người hơn nữa. Tôi thấy cái mấy bạn tình nguyện lụm rác trong tình hình hiện trạng đây là rác rất là nhiều. Mà có những cái người tình nguyện đó thì thực sự là rất là cảm kích. Và mong cái câu chuyện này lan tỏa, mọi người một tay một chân góp cho Côn Đảo này đẹp và du khách tới thật nhiều. Hành động tuy nhỏ của anh Thắng, chị Cúc, nhưng với niềm tin, cứ nhặt rác, rồi người dân và du khách sẽ không còn xả rác bừa bãi, trả lại cho Côn Đảo màu xanh như vốn có. Còn đây là hoạt động cũng vô cùng ý nghĩa, biến những mảnh lưới đánh cá cũ trôi dạt vào bãi biển thành những chiếc túi xách xinh xắn để thay cho những chiếc túi ni lông sử dụng một lần. Hoạt động này được các thành viên câu lạc bộ tình nguyện Trust to Art, tạm dịch là biến rác thành nghệ thuật, thực hiện với mục đích lan tỏa thông điệp giữ gìn và bảo vệ môi trường, giữ màu xanh cho Côn Đảo. Ban đầu khi mới thực hiện ý tưởng biến những mảnh lưới cũ thành những tác phẩm nghệ thuật, có rất ít người biết đến. Thế nhưng thấy được ý nghĩa của hoạt động này, nhiều người nói với nhau. Vậy là từ 10 thành viên ban đầu, nay đã tăng lên gấp đôi. Thậm chí có những du khách đến Côn Đảo du lịch, họ còn chủ động nhắn tin trên trang fanpage để xin tham gia. Tham gia hoạt động hôm nay thì tôi chỉ muốn truyền tải đến công điện thông điệp cho cộng đồng. Đó là những cái rác mà chúng ta đang thải ra thiên nhiên nay nó đang ở mức là đáng báo động, đặc biệt là rác thải nhựa hay nó thải ra thiên nhiên. Thì tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn lại thì rác thải nhựa, rác nhựa cũng có thể được coi như một tài nguyên. Ví dụ như những cái ngư cụ bỏ đi này, nếu mà chúng ta biết được cách mà thu gom, tái chế và tái sử dụng thì nó vẫn có một cái ý nghĩa ngoại, không chỉ là giúp cho môi trường, nó còn thậm chí là có ý nghĩa mà giúp cho đời sống của chính mỗi bản thân của chúng ta. Những chiếc túi này không chỉ độc lạ mà còn giúp mọi người phải có ý thức trách nhiệm với môi trường. Được cùng với tất cả mọi người làm ra những cái túi nhỏ nhỏ này thì em cảm thấy vui và cũng như là ý nghĩa vì được hỗ trợ nhóm lan tỏa thông điệp về tái sử dụng và bảo vệ môi trường. Với sự quyết tâm của những tình nguyện viên, những tấm lưới cũ tưởng chừng như bỏ đi đã có diện mạo mới, mang ý nghĩa tuyên truyền mọi người ý thức cùng bảo vệ môi trường. Với các thành viên trong câu lạc bộ, mỗi chiếc túi xách được trao tặng sẽ là lời nhắc nhở, góp phần nâng cao ý thức của mỗi người, nhất là nói không với rác thải nhựa. Để từ đó sẽ xuất hiện thêm nhiều câu lạc bộ tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ màu xanh cho Côn Đảo nói riêng, đất nước nói chung, ngày càng xanh sạch đẹp.
Côn Đảo được xác định là khu du lịch quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, đồng thời gắn kết với thị trường quốc tế và nâng cao tính cạnh tranh với du lịch các đảo khác ở trong nước, nước ngoài. Phát triển Côn Đảo tạo tiền đề và động lực thúc đẩy các ngành sản xuất và dịch vụ khác phát triển, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư trên đảo. Gắn kết phát triển với các đô thị du lịch quan trọng của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Chính vì vậy, chiến lược bảo vệ môi trường của huyện Côn Đảo là lấy phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện chất lượng môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học. Cái tài sản quý giá nhất của Côn Đảo là cái hệ sinh thái rừng biển hiện nay. Thì cũng theo cái định hướng phát triển Côn Đảo thì Đảng bộ huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan. Thứ nhất là giữ nguyên trạng những cái hiện trạng sinh thái hiện nay, quản lý chặt chẽ. Thứ hai là nghiên cứu thêm những cái loài là hải sản rồi san hô và cần phải phục hồi, cần phải là kiểm soát để làm sao cho cái việc đó là sử dụng cái nguồn tài nguyên này phục vụ cho cái sự phát triển du lịch và song song với cái bảo tồn để làm sao phát triển bền vững, vừa là có nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có phục vụ cho phát triển du lịch và vừa là bảo tồn để duy trì cái hệ sinh thái, nó cân bằng cái này. Thì cái này mới là một cái định hướng phát triển bền vững cho Côn Đảo. Vì chúng ta mà giữ thiên nhiên mà không có một cái sự khai thác hợp lý để phục vụ cho sự phát triển thì cũng không tạo ra được một cái sản phẩm đặc trưng của Côn Đảo. Mà phát triển khai thác cái nguồn tài nguyên mà không có cái bảo tồn thì nó cũng mất cái cân bằng sinh thái, nó tạo ra một cái môi trường không tốt. Ngoài việc tuyên truyền vận động người dân, du khách và doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, huyện áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ nhằm hạn chế tối đa tình trạng gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, huyện đảo cũng có các giải pháp về thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, các dự án không tác động nhiều đến vẻ đẹp hoang sơ vốn có của Côn Đảo. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo, các cơ quan, đơn vị chức năng đã phát động nhiều phong trào chung tay giữ gìn môi trường xanh cho đảo, như tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới, tuần lễ ra quân ngày thứ Bảy xanh sạch đẹp. Đơn cử Vườn Quốc gia Côn Đảo, ngoài nhiệm vụ liên tục thu gom, xử lý rác thải nhựa từ đại dương dạt vào các đảo nhỏ, còn xây dựng phương án thu gom, làm sạch lượng rác thải tích tụ sâu trong rừng ngập mặn, dưới các rạn san hô trong lòng biển, không làm ảnh hưởng tiêu cực đến rạn san hô và các loài động thực vật biển, bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học rừng và biển, bảo vệ khu Ramsar Côn Đảo. Cũng từ sự phát động kêu gọi của Vườn Quốc gia Côn Đảo, nhiều đội nhóm cá nhân tình nguyện viên vì màu xanh Côn Đảo đã xuất hiện. Về vấn đề cái mảng xanh thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tổ chức tốt cái lực lượng bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học biển để là giữ gìn cái tài nguyên rừng, tài nguyên biển xanh, sạch đẹp và đa dạng, phong phú để là góp phần cái thu hút, cái thúc đẩy cái phát triển rừng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã và đang đẩy mạnh cái chương trình, cái phương án quản lý rừng bền vững cũng như cái đề án du lịch sinh thái kết hợp quản lý cái tài nguyên rừng rất khôn khéo. Ta vừa bảo tồn được, giữ gìn được cái hệ sinh thái rừng biển đa dạng phong phú, nhưng chúng ta cũng phải phát triển được các cái khu du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao để đáp ứng với cái để thực hiện cái chiến lược của cái phát triển của Côn Đảo. Hy vọng những việc làm thiết thực và với mưa dầm thấm lâu sẽ góp phần hiệu quả, giúp thay đổi dần hành vi, tiết kiệm và phục hồi tài nguyên, giữ mãi màu xanh, phát huy các giá trị văn hóa, sinh thái của hòn ngọc Côn Đảo.